sau hơn một năm sử dụng sản phẩm dưỡng cốt chứa bộ ba canxi nano D3 MK7 thì tình hình đau lưng và đau dọc xương ống chân của tôi đã giảm đáng kể. Tôi có thể đi tập thể thao, đi du lịch và thậm chí đi leo núi cùng ông xã. Mà điều vui nhất là mật độ xương của tôi đã tăng lên đáng kể, từ T-score -2.5 đã lên -1.6. Biên vững cốt nó sẽ giúp phòng ngừa và hỗ trợ hiệu quả trong cái việc mà điều trị loãng xương. Do đó thì để mà phát huy được cái hiệu quả trong cái việc điều trị thì người bệnh có thể sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên và lâu dài hàng ngày. Nếu như mà chưa có bị cái tình trạng loãng xương thì như chúng ta biết là việc cung cấp canxi nano cũng như là vitamin D3 và MK7 nó cũng giúp cho cái bộ xương nó trở nên vững chắc và dẻo dai. Do đó thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này để mà phòng ngừa cái tình trạng loãng xương xảy ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ liên lạc với số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí. Vững cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.